Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách giải đề thi môn hóa học trong bài thi khoa học tự nhiên thuộc đề minh họa do Bộ Giáo dục đưa ra chiều 3 tháng 4 năm 2020 để đánh giá mức độ của đề, để biết những giới hạn mà Bộ Giáo dục đã đưa ra nhằm định hướng ôn tập tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Trong phần giải đầu tiên, ta sẽ giải từ câu 41 đến câu 75. Với mức điểm của ta có thể đạt được từ 7 điểm cho tới cận 9 điểm. Ta bắt đầu ở câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Quan sát các đáp án, ta thấy có đáp án A với kim loại Ar là kim loại đứng sau hiro, trong khi các kim loại magie, sắt, nhôm đều là những kim loại đứng trước hiro, do đó Ar là kim loại yếu nhất hay có tính khử yếu nhất được chọn. Câu 42. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước ở nhiệt độ thường? Như ta biết, kim loại tan được trong nước ở nhiệt độ thường gồm toàn bộ kim loại nhóm 1A và kim loại nhóm 2A trừ bari, magie. Thì quan sát đáp án, ta thấy đáp án B có natri thuộc kim loại nhóm 1A. Câu 43. Khí được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch như là than, xăng, dầu là hợp chất hydrocarbon gây ra hiệu ứng nhà kính. Dĩ nhiên khí sẽ là khí CO2. Kiến thức này ta biết từ hồi ở lớp 9. Câu 44. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo ta thu được. Như ta biết, chất béo là triester của glycerol với các axit béo có công thức C3H5OCOR tất cả 3 lần. Do vậy, khi thủy phân sẽ tạo ra axit béo và glycerol, nên các đáp án A, đáp án D tạo ra ethylene glycol là con 2C2 nhóm OH bị loại bỏ. Đáp án B, đáp án C tạo ra glycerol được quan tâm. Tuy nhiên, chất béo của ta là chất quá trị 3, trong khi glycerol là con 3 chức, glycerol là C3H5OH 3 lần, cũng là chất quá trị 3, nên hai chất này bằng nhau về mol. Do đó, khi ta thủy phân một mol chất béo sẽ thu được một mol glycerol, đáp án C được chọn. Câu 45. Kim loại FeA tác dụng với dung dịch nào sau sinh khí hiđro? Ta dùng đến dung dịch phía dưới đáp án sẽ là dung dịch axit loại 1. Quan sát thấy đáp án B được chọn. Với các đáp án A là axit nitric hay là đáp án D với axit sulfuric đặc nóng là những axit loại 2, sản phẩm khử sẽ không sinh khí hiđro. Đáp án C là đồng thì sắt để đồng mà không sinh khí hiđro. Câu 46. Dung dịch chất nào sau đây là quỳ tím quá xanh là dung dịch có tính 3 giờ? Thì đáp án của ta là amin và amino acid. Trong các amin thì đáp án A, anilin là 3 giờ yếu không đổi màu quỳ. Như vậy thì đáp án D, metinamin được chọn. Metinamin là một amin có tính 3 giờ mạnh hơn cả NH3. Còn hai đáp án B, C là amino acid không làm đổi màu quỳ. Như ta biết, amino acid làm đổi màu quỳ đó là lysine. Còn B và C thì không phải như vậy. Câu 47. Công thức của nhôm lorua là, đây là cái câu ở mức độ biết. Mình quan sát đáp án thì có mắt ta sẽ chọn được đáp án A thôi. Câu 48. Sắt có số oxy hóa cộng 2 trong hợp chất nào sau đây? Ta tìm hợp chất sắt 2. Dĩ nhiên sẽ chọn đáp án A. Câu 49. Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp? Chất cho phản ứng trùng hợp là chất có liên kết vi mạch hở hoặc vòng kém bền. Thì trong các chất không tham gia phản ứng trùng hợp là không thỏa mãn như vậy. Thì ta thấy đáp án D với toluene. Toluene là hydrocarbon thơm gồm vòng benzen và nhóm thế metin bên ngoài. Chất này không thỏa mãn điều kiện của chất cho phản ứng trùng hợp. Quan sát các đáp án khác ta thấy propen là alken 3C, hydrocarbon nó là alken, styrene là hydrocarbon thơm có nhóm vinin bên ngoài, 2
canxi nó đâu này sẽ tham gia trùng hợp. Isoren là kaden 5C mặt nhánh. Nhân kaden này sẽ trùng hợp để tạo ra polyisoren là nguyên liệu để điều chế ra cao su isoren. Câu 50. Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Phương pháp nhiệt luyện để điều chế các kim loại trung bình và yếu. Quan sát đáp án đã thấy Fe thỏa mãn. Các kim loại như magie, natri, nhôm là các kim loại mạnh, được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy, chứ không phải là phương pháp nhiệt luyện. Câu 51. Số nguyên tử oxy trong glucose là? Glucose có công thức C6H12O6. Điều đó ta chọn được đáp án D với 6 oxy. Câu 52. Hydroxit nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường? Hydroxit tan trong nước thì thỏa mãn, kim loại đó cũng phải tan trong nước ở nhiệt độ thường. Thì gồm toàn bộ kim loại nhóm 1A và phần lớn các kim loại nhóm 2A. Quan sát đáp án ta thấy có đáp án C thỏa mãn với bari là kim loại ở nhóm 2A. Bari tan được trong nước ở nhiệt độ thường nên dạng oxit và hydroxit cũng tan trong nước. Câu 53. Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng? Nước cứng là nước có chứa nhiều ion canxi, magie, do hai ion này dễ tạo kết tủa với nhiều chất làm thay đổi tính chất của chất khi ta sử dụng, nên như vậy mới gọi là nước cứng. 54. Công thức của sắt 3 hydroxit, dĩ nhiên là đáp án A. Đáp án C là công thức của sắt 2 hydroxit. Còn các đáp án BD dĩ nhiên là sắt oxit. Câu 55. Cho khí hydro dư đi qua ống đựng mg F23 đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, do phản hoàn toàn hydro dư nên F23 hết. Vậy toàn bộ sắt trong F23 được đẩy ra và ta thu được 5,6 gam sắt tương ứng với 0,1 mol. Hỏi về lượng của F2O3 thì ta sẽ dùng bảo toàn nguyên tố Fe để làm. Mol Fe là 0,1. Trong oxit này là Fe2O3 nên số mol là 0,05. Và để tính ra khối lượng thì ta sẽ nhân M lớn chất này. M lớn F2O3 là 160. Như vậy ta được đáp án sẽ là 8 gam. Câu 56. Hòa tan hoàn toàn 20,4 gam magie thì tương ứng với số mol là 0,1. Trong axit dư, magie sẽ tan ra hết để sinh khí hydro. Như ta biết magie quá trị 2, khí hydro cũng quá trị 2, nên mol khí hydro cũng là 0,1 và thể tích khí hydro sẽ là 2,24. Ta tiếp tục ở câu 57. Nhỏ 1 gram natri acetat với 2 gram vôi tôi suốt. Thì đây là điều kiện để thực hiện phản ứng điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm. Phản này ta quen thuộc với ta là lấy natri acetat tác dụng với suốt, vôi sẽ là chất xúc tác, sẽ thu được khí metan là CH4 cùng với muối natri carbonate. Do đó hydro carbon sinh ra trong ống nghiệm hiển nhiên là metan. Câu 58. Phát biểu nào sau đây đúng? Phát biểu A. Anilin là chất khí tan nhiều trong nước. Anilin là phenylamin. Câu này có hai ý sai. Thứ nhất, nó không phải là chất khí mà là chất lỏng. Thứ hai, những hợp chất chứa vòng benzen đều kém tan trong nước, nên đây là câu sai. Phát biểu B. Gliala đây là tribeptic nên có phản màu biure, nhưng đây là câu phát biểu đúng. Trong các peptic chỉ có dibeptic mới không có phản màu biure. Phát biểu C. Phân tử gliala có 4 nguyên tử oxy.
Đây là diabetic bình thường. Một diabetic bình thường thì sẽ có 2 nitơ và 3 oxy chứ không phải là 4 oxy. Đây là câu sai. Đáp án D, dung dịch lysine làm vị tuyến quá đỏ. Thì trong các amino acid trong chương trình ta học chỉ có acid glutamic mới làm vị tuyến quá đỏ, chứ còn lysine thì không. Đây là câu sai thứ 3. Câu 59. Cho 90g glucose lên men với hiệu suất là 80%, thu được V khí CO2, giá trị của V là từ mol của glucose ta sẽ tính ra mol của CO2. Cơ sở để làm bài này dựa trên phản ứng một gluco khi lên men sẽ tạo ra hai rượu và hai CO2, tức là số mol CO2 gấp đôi là số mol của gluco. Như vậy ta thực hiện phép tính như sau. Đầu tiên đổi ra mol glucose bằng cách lấy 90 chia cho 180. Có số mol glucose xong ta sẽ nhân 2 để được số mol của CO2, nhân 22,4 ra thể tích CO2. Và ta gắn hiệu suất vào, do tính từ trước ra sau nên gắn đúng hiệu suất là 80%, tức là nhân 0,8. Thì ta được kết quả là 17,92. Đáp án A được chọn. Cho 0,1 mol gliala tác dụng với dung dịch cao H dư phản ứng hoàn toàn, số mol cao H đã phản ứng là, như ta biết đây là một diabetic bình thường. Trong diabetic này không có hai amino acid đặc biệt là glutamic hay là lysine. Do vậy với một diabetic khi tác dụng với cao H sẽ là tỷ lệ 1:2. Như vậy với 0,1 mol diabetic thì cao H phản ứng sẽ là 0,2. Đáp án A được chọn. Câu 61. Phản ứng hóa học nào sau đây có phương trình ion rút gọn H cộng cộng OH trừ tạo ra H2O? Thì đây là phương trình ion rút gọn của phản ứng trung hòa giữa dung dịch axit và dung dịch baza. Quan sát đáp án A ta đã thấy thỏa mãn. Ở đây ta không nhầm với các đáp án B với D, tại vì đây không phải là dung dịch baza mà các hydroxit của đồng kết tủa. Còn với phản ứng C, ion HCO3 lưỡng tính tan trong OH trừ, nên trong đáp án C phương trình ion thu gọn sẽ là HCO3 trừ cộng OH trừ để tạo ra CO3 2 trừ và nước. Ta sang câu 62. Chất rắn ít vô định hình màu trắng. Tới đây thì ta nhìn chất đầu tiên trong các đáp án thấy tinh bột là chất thỏa mãn với đặc điểm vật lý là chất vô định hình màu trắng. Còn đáp án saccharose thì là chất rắn có dạng hình sợi, cellulose. Còn saccharose là đường có dạng tinh thể nên có thể bỏ qua đáp án C và D. Thủy phân chất ít là tinh bột với xúc tác axit hoặc enzyme, ta sẽ thu được chất Y là đường glucose. Đáp án A được chọn. Câu 63. Phát biểu nào sau đây sai? Phát biểu A, nhúng dây thép vào dung dịch HCl xảy ra ăn mòn điện quá. Như ta biết thép là hợp kim của sắt và carbon, thành phần gồm hai chất khác nhau. Trong dung dịch chất điện ly là HCl thỏa mãn việc đủ điều kiện để xảy ra mòn điện quá, nên phát biểu A đúng. Phát biểu B, nhôm bền trong không khí ở nhiệt độ thường do có lớp màng bảo vệ là đúng. Thì trong chương trình của ta có hai kim loại tạo lớp oxit bền là nhôm oxit và chrome oxit. Cùng với các kim loại khác trong cái chương sắt là kẽm, thiết, chì, niken cũng là những kim loại mà sẽ tạo ra lớp oxit bền bảo vệ, thường hai mạ tráng lên đồ vật bằng sắt để bảo vệ đồ vật bằng sắt hết. Phát biểu C, thịt cao nung có công thức CaSO4 ngậm 2 nước, đây là phát biểu sai và đó là đáp án được chọn. Công thức được đưa ra không phải là thịt cao nung mà là thịt cao sống. Thịt cao nung là khi đã nung mất bớt nước nên thành phần sẽ thay đổi như so với công thức đang có,
Thí dụ như thành phần là CaSO4 một nước, hoặc thành phần là một CaSO4 và một nước, tức là tỷ lệ nước không được gấp đôi so với canxi sulfat so với thạch cao sống. Còn khi ta đun nóng thạch cao sống lên tới 350 độ C thì các phân tử nước bị nó bớt, lúc bây giờ ta chỉ được canxi sulfat, đó là thạch cao khang. Ta xem qua phát biểu đúng D để kiểm tra kiến thức. Kim loại natri được bảo quản bằng cách ngâm chìm hoàn toàn trong dầu hỏa quả. Do kim loại kiềm là các kim loại nhẹ nên người ta bảo quản chúng trong dầu hỏa để cách ly với môi trường không khí. Nên phát biểu D đúng. Câu 64. Thủy phân STX có công thức C4H8O2, đây là teno đơn chất 4C. Ta được ancol etylic là ancol 2C. Như vậy axit tạo ra este phải là axit 2C. Do đó este C4H8O2 tạo ra từ axit este có cùng số C. Quan sát các đáp án thì ta thấy đáp án D được chọn với công thức etin acetat. Khi thủy phân sẽ được ancol etylic thỏa mãn đề bài. Đáp án A cũng là đáp án este thủy phân ra ancol etylic, nhưng mà đáp án A năm là este 5C C5H10O2. Câu 65. Cho lượng sắt dư lần lượt vào các dung dịch. Sau khi các phản xảy ra hoàn toàn, số trường hợp sinh muối sắt 2 là. Ta kiểm tra các dung dịch từ trái sang phải với đáp án nhất. Chất đầu tiên đồng sulfat được chọn. Sắt đẩy đồng tạo ra sắt 2. Với axit loại 1 được chọn cũng tạo ra sắt 2. Với bạc nitrat, như ta biết là khi bạc nitrat dư sẽ tạo ra sắt 3. Còn đề bài đang nêu sắt dư nên sẽ tạo ra sắt 2. H24 loãng cũng là axit loại 1 giống như HCl nên được chọn. Như vậy với 4 dung dịch trên đáp án đều tạo ra muối sắt 2. Do đó đáp án D được chọn. Câu 66. Cho các polymer sau: polyvinyl chloride, nhân dân. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Ta sẽ kiểm tra các polymer từ trái sang phải. Polyvinyl chloride là do trùng hợp vinyl chloride, không chọn. Polymethyl acrylate là do trùng hợp este methyl acrylate, cũng không chọn. Polyethylene tetraethylate là polymer được tạo ra bằng phản trùng ngân giữa ethylene glycol và axit tetraethylic. Phản này thì các em sẽ xem lại phần điều kiện phản ứng trùng ngân hay là phản ứng tạo ra các loại tơ sợi. Polyethylene tetraethylate là tơ lắp xam, điều chế bằng trùng ngân. Nylon 66 được điều chế bằng phản trùng ngân hai chất điều 6C. Một chất là hexamethylenediamine và một chất là axit adipic. Là hai chất này sẽ thỏa mãn. Tuy nhiên các phản ứng điều chế ra tơ lắp xam, polyethylene tetraethylate hay là nylon 66 thì các em phải coi lại để nắm vững các chất tạo ra hai polymer này. Đáp án B được chọn. Câu 67. Để hòa tan 10,2 gam nhôm cần dùng tối thiểu V-minic dung dịch NaOH. Ở đây N2O3 là chất lượng tính nên tan được trong dung dịch 3GNaOH. Trong chương trình ta học ta có lưu ý lại kiến thức này. Nhôm, nhôm oxit, nhôm hydroxit, những chất này đều tan dễ trong dung dịch NaOH. Và ta đã có lưu ý kiến thức khi làm toán với nhóm phản này thì ta luôn có mol Al bằng mol OH. Như vậy với nhôm oxit ta đổi ra mol được, tức là biết mol của Al và đó cũng chính là mol OH hay mol NaOH, từ đó trả lời thể tích. M lớn của nhôm oxit là 102 nên giá trị 10,1,02 tương ứng với số mol là 0,01. Như vậy mol Al sẽ là 0,02, tức là NaOH cũng là 0,02.
Vì thể tích ta sẽ lấy 0,02 chia 1 thì ra được 0,02 lít. Hai giá trị ml là 20 ml. Chọn đáp án A. Câu 68. Thực hiện phản ứng este hóa 4,6 gam ancol etylic tương ứng với số mol là 0,1 với lượng dư axit acetic là axit 2C thì sẽ thu được este etin acetat. Ở câu 64, etin acetat este này C4M lớn 88, vậy 4,4 gam ta lấy 4,4 chia 88 được số mol là 0,05. Như vậy nếu phản này xảy ra hoàn toàn 0,1 mol ancol ta sẽ thu được 0,1 mol este, nhưng thực tế đề bài đang nêu ta chỉ thu được 0,05, tức là chỉ có phân nửa, nên hiệu suất phản este hóa là 50%. Câu 69. Cho 0,56 mol hỗn hợp gồm carbon lưu tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn, đốt cháy 0,56 gam ít trong oxy dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,02 mol NaOH và 0,03 mol cao H, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Các phản là hoàn toàn, xác định giá trị m là m gam chất tan trong giai đoạn thí nghiệm cuối. Ta có thể tóm tắt bài toán trong câu 69 như sau. Có hỗn hợp gồm carbon và lưu tổng khối lượng là 0,56. Trong thí nghiệm đầu tiên qua axit nitric đặc nóng, axit nitric đặc tác dụng phi kim luôn giải phóng khí NO2, thì hai phi kim carbon lưu đều phản để sinh ra khí NO2. Carbon thì sẽ bị oxy hóa để tăng lên số hóa cao nhất là cộng 4 trong khí CO2. Lưu cũng sẽ bị oxy hóa lên số hóa cao nhất là cộng 6, và trong dung dịch sẽ biến thành ion sulfate SO4. Trong đây lưu sẽ là cộng 6. Thì đề bài cho hai khí này là 0,16 mol. Như vậy ta thấy qua thí nghiệm đầu tiên, hai phi kim carbon lưu qua thí nghiệm với hai số liệu thì ta có thể tìm được mol từng chất carbon và cả lưu. Thí nghiệm thứ hai, sau khi biết mol carbon lưu huỳnh, ta sẽ đốt cháy hoàn toàn trong oxy. Sản phẩm cháy sẽ là CO2 và SO2. Cho hai oxit này qua dung dịch 3 giờ, gồm 2-3 giờ là NaOH 0,02 và KOH 0,03. Hỏi muối sinh ra được là bao nhiêu gam? Như vậy, sau khi ở thí nghiệm thứ nhất ta giải quyết được việc tìm số mol carbon lưu huỳnh thì biết được mol của các oxit axit, thì lập tỷ lệ T trong bài toán CO2 với dung dịch 3 giờ sẽ biết được T nằm trong khoảng nào, biết muối sinh ra là muối gì và có thể tính được khối lượng của nó. Ta bắt đầu phân tích cụ thể như sau. Trong thí nghiệm thứ nhất, cả carbon và lưu huỳnh đều có phản ứng, nên ta phải đặt ẩn để lập ra một hệ. Thí dụ ta đặt carbon là A mol, lưu huỳnh là B mol. Ta sẽ có được phương trình thứ nhất là phương trình khối lượng của hai phi kim này là phương trình 12A cộng cho 32B của lưu huỳnh thì bằng 0,56. Phương trình thứ hai sẽ là phương trình mol của hai chất khí. Ta sẽ tính mol từng khí theo mol của carbon và lưu huỳnh bằng quan hệ quá trị. Ở đây carbon quá trị 4 do số hóa từ 0 lên 4. Vậy biết mol carbon là A thì
mol khí NO2, NO2 này có quá trị 1 nên khí NO2 do carbon sinh ra sẽ là A nhân 4 chia 1 tức là 4A. Lưu huỳnh là B mol và lưu huỳnh số quá từ 0 lên cộng 6, ta có nói là lưu huỳnh có quá trị 6, NO2 quá trị 1. Vậy lưu huỳnh khi sinh ra mol NO2, mol lưu huỳnh là B, ta lấy B nhân quá trị lưu huỳnh là 6 chia quá trị NO2 là 1, tức anh lưu huỳnh sẽ sinh ra NO2 là 6B. Đây là hai khí NO2 do cả carbon và lưu huỳnh sinh ra. Tiếp tục, carbon là A bị oxy hóa ra khí CO2 thì khí CO2 này số mol cũng là A. Rồi, đây là mol của hai chất khí bằng 0,16. Thì khi ta giải cái hệ này sẽ nhanh chóng ra được A bằng 0,02 và B bằng 0,01. Như vậy ta có khí SO2, khí CO2 số mol là 0,02 tương ứng ở thí nghiệm 2. Lưu huỳnh hay là SO2 cũng có số mol là 0,01. Thì hai khí này giống nhau, ta có thể đặt chung là một khí SO2 có tổng mol là 0,03 để tác dụng với dung dịch ba giờ này. Và do số liệu đã biết nên hoàn toàn ta tính được giá trị X trung bình này hay tính được giá trị SO2 cụ thể. SO2 bằng mol chất thứ nhất là 0,02 nhân M lớn chất thứ nhất CO2 là 44 cộng mol chất thứ hai là SO2 0,01 nhân M lớn chất thứ hai là 64 chia tổng mol hai chất 0,03 thì ta được khối lượng phân tử của SO2 sẽ là 152/3. Rồi, ta sẽ để giá trị này đi để lát nữa mình sẽ tính cho khối lượng các muối. Còn bây giờ phản ứng của ta là oxit axit SO2 0,03 vào trong dung dịch 3 giờ có số mol OH trừ là OH trừ của hai dung dịch này gom lại là 0,05. Như vậy ta lập tỷ lệ T trong khoảng này là 0,05 trên 0,03. Giá trị này lớn hơn 1, bé hơn 2. Do vậy cái phản ứng mà ta đang xét sẽ tạo ra hai muối, vừa muối axit vừa muối trung tính. Muối trung tính SO3 2 trừ muối axit H SO3 trừ. Và hai âm dương kim loại natri kali vẫn còn y nguyên đó. Và mol của các cái âm này ta đều biết được. Với ký hiệu SO3, SO2 ta đã tìm ra được M lớn, thì dĩ nhiên M lớn của các cái âm này đều biết. Và từ đó ta sẽ tính được khối lượng. Cụ thể mol kali giống như ban đầu là 0,03. Mol natri cũng như ban đầu là 0,02. Còn với tỷ lệ T từ 1 tới 2 thì mol muối trung tính ta lấy số trên trừ số dưới, lấy 0,05 trừ 0,03 thì ta được ion trung tính này là 0,02. Và ion axit thì ta dùng bảo toàn ít, tổng mol ít là 0,03 mà ít trên đây là 0,02 rồi thì ít dưới đây sẽ là 0,01. Ta chỉ còn thực hiện bước cuối để tính ra khối lượng của các ion trong dung dịch này, chính là khối lượng của chất tan trong dung dịch thu được sau cùng. Như vậy giá trị M được tính bằng biểu thức là của kali 0,03 nhân 39, của natri 0,02 nhân 23, của HSO3 trừ ta lấy 0,01 nhân M lớn của HSO3, M lớn gồm 1 hydro và SO3 là từ SO2, SO2 là 152/3. Vậy thì SO3 cộng thêm cho 16. Khối lượng của ion SO3 thì lấy 0,02 nhân M lớn của ion này cũng dựa trên M lớn của
khí SO2 152/3 cộng 16. Bấm máy biểu thức này ta sẽ ra được M bằng 3,64. Do đó đáp án A được chọn. Như vậy trong câu 69 có hai cái dạng toán, gồm bài toán oxy hóa khử của axit nitric với phi kim, và thứ hai là bài toán của oxit axit CO2 SO2 với dung dịch 3R. Ta phải lập tỷ lệ T, dùng công thức để tính ra các mol của các muối sau khi đã biết giá trị T. Ta tiếp tục ở câu 70. Xà phòng hóa hoàn toàn M gam hỗn hợp E bằng gồm các triglyceride bằng dung dịch NaOH, thu được glycerol và hỗn hợp 3 muối C17HXCONA, C15H31CONA, C17HYCONA có tỷ lệ mol tương ứng là 3,4,5. Hydro hóa hoàn toàn muối M-gam E, tức là thí nghiệm thứ hai với E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn M-gam E thì cần vừa đủ 6,14 gam oxy. Xác định giá trị M là khối lượng của các triglyceride ban đầu. Thì bài toán có hai thí nghiệm, có ba thí nghiệm cả thải, có lẽ chúng ta chưa thấy sự liên quan giữa chúng với nhau. Để dễ thấy ta sẽ tóm tắt cái bài này như sau. Hỗn hợp E đầu tiên gồm các triglyceride là trieste của glycerol với các axit béo C3H5OCOER trung bình tất cả 3 lần. Xà phòng hóa hoàn toàn bằng NaOH thì tỷ lệ tác dụng với NaOH là tỷ lệ 1:3. Sau khi phản xà phòng hóa ta thu được glycerol C3H5OH 3 lần và hỗn hợp 3 cái muối như đề bài đang cho, C17HXCONA, C15H31CONA, C17HYCONA. Tỷ lệ mol của 3 muối tương ứng này là 3,4,5. Người ta đặt ẩn là tương ứng là 3A, 4A, 5A. Rồi đó là thí nghiệm thứ nhất. Để ta tiếp tục triển khai xử lý thí nghiệm thứ nhất này. Với số mol của 3 muối này như vậy thì ta dùng bảo toàn natri sẽ tìm được số mol của NaOH. Natri sẽ là 3A cộng 4A cộng 5A, tức là ta được 12A. Thì nguyên tố natri là 12A nên mol NaOH là 12A. Từ đó tính được mol của glycerol là 12 chia 3, ta được 4A. Và mol glycerol bằng với mol của chất béo ban đầu cũng là 4A. Thì trong thí nghiệm thứ nhất ta chỉ khai thác được đến đây. Thí nghiệm thứ hai, hydro hóa hoàn toàn M gam các triglyceride này thì sẽ thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Do hydro hóa hoàn toàn nên hỗn hợp Y thu được, ta sẽ được các triglyceride no, dạng công thức cũng là C3H5OCOER phẩy. Trong góc R phẩy này toàn là các góc no. Thí nghiệm thứ ba, nếu đốt cháy hoàn toàn M gam E thì lấy hỗn hợp các triglyceride ban đầu đem đốt cháy thì lượng oxy đốt cháy hoàn toàn sẽ thu được CO2 và nước. Lượng oxy cần là 6,14 mol.
kỹ thuật để giải bài toán là do hỗn hợp ban đầu gồm nhiều triglyceride, hay là phản ứng cộng hydro cũng ra nhiều triglyceride, thì ta sẽ thực hiện theo phương pháp dồn chất để làm tinh gọn lại hỗn hợp rất là nhiều chất như vậy. Tuy nhiên ở đây do hỗn hợp ban đầu chứa các chất không no nên khi ta dồn chất thì sẽ có thêm cái liên kết bi nên phức tạp hơn so với ta việc ta dồn chất với cái hỗn hợp sau khi hydro hóa chỉ gồm các chất no. Thì đây là các triglyceride no, thì ta sẽ dồn chất này sẽ dễ hơn. Như vậy trong hỗn hợp chất béo no sau này ta tách ra các nhóm COO, tách ra nhóm CH2 và tách ra hydro. Thì đây là cách tách với hợp chất no, triglyceride no, và ta có thể hoàn toàn biết được mol của các nhóm này dùng phương trình khối lượng. Vậy ta sẽ ra được mol. Sau khi biết mol này, ta sẽ giải quyết tiếp theo ở phần phản đốt cháy. Cụ thể mol của nhóm COO, thì nhóm COO ở đây có được là những nhóm COO ta đã thấy trong thí nghiệm thứ nhất gồm 3A, 4A, 5A là 12A. Nhóm CO là 12A. Tiếp theo, mol của hydro bằng với mol của triglyceride no ban đầu. Chất này có số mol lại bằng với số mol của hỗn hợp ban đầu 4A, chất này có số mol cũng sẽ là 4A. Nên mol hydro sẽ là 4A. Đặc điểm này ta có thể kiểm tra qua một triglyceride no nha. Với mol của nhóm CH2, ta có thể dùng bảo toàn carbon để tìm ra. Tại carbon phía sau phản ứng ta biết, thì các chất sau phản ứng trong thí nghiệm đầu tiên ta đều biết mol, tức là sẽ biết được mol carbon. Thì carbon đó cũng là carbon phía trước hay là carbon trong đây. Thì trong chất này đã tách ra nhóm CO rồi, chứa carbon rồi, như vậy ta sẽ chỉ tìm mol CH2 theo những carbon còn lại của 17, 15, 17 và C3 bên đây. Cụ thể mol CH2 bằng mol carbon trong cái muối đầu tiên 3A nhân 17. Mol C của chất thứ hai C15 4A nhân 15. Tiếp theo của chất thứ 3 là 5A nhân 17. Và ta cộng cho C trong glycerol là 4A nhân 3, tức là 12A. Thì ta không có lấy số C trong nhóm CO, tại nhóm CO đã nằm ở đây rồi. Như vậy gom lại hết các giá trị này thì ta tính ra được là 208A. Qua đây ta thấy ưu điểm của phương pháp dồn chất giúp ta làm đơn giản quá một hỗn hợp gồm nhiều chất phức tạp. Bước tiếp theo ta sẽ phân tích biểu thức khối lượng 68,96 hỗn hợp của ba thành phần này. Cụ thể ta sẽ có phương trình là 12A nhân cho nhóm CO là 44 cộng 208A nhân cho nhóm CH2 là 14 cộng 4A của hydro nhân 2 thì nó sẽ bằng 68,96. Thì giải phương trình này ta sẽ ra được A bằng 0,02. Như vậy ta đã giải quyết xong thí nghiệm thứ hai. Ta biết rõ ràng với sản phẩm sinh ra sau này số mol của các chất như vậy. Với thí nghiệm thứ ba là đốt cháy chất ban đầu, thì đốt cháy chất ban đầu có vẻ như đốt cháy hỗn hợp sau này. Với hỗn hợp sau khi hydro hóa ta đã biết mol hết các thành phần, như vậy có thể biết được mol oxy đốt cháy. Ta so với mol oxy đốt cháy chất ban đầu thì phần lớn đó chính là hydro, nhờ đó tìm được hydro. Cụ thể hỗn hợp này khi cháy thì CO2 này không cháy, ta chỉ xét phản đốt lượng oxy cần khi đốt cháy CH2 và hydro. Với CH2 số mol sẽ là, ta ghi lại mol của CH2, mol CH2 sẽ là 208A, tức là 208 nhân 0,02.
Thì số môn này ta sẽ tìm được ra ra là mol hydro là 4A, tức là 4 nhân 0,02 bằng 0,08. Thì đó là sẽ suy được số mol oxy cần đốt cháy với hai chất này. Mol oxy đốt cháy nhóm CH2 lấy mol của nó là 4,16 nhân cái tổng là x cộng y trên 4, x là 1, y là 2/4. Đó là lượng oxy để đốt cháy CH2. Lượng oxy để đốt cháy H2 cũng giống như vậy, lấy mol của nó là 0,08 nhân y trên 4 nhân 2/4. Thì ta được bấm máy cái bài toán này. 4,16 nhân cho 1,5 cộng 0,08 chia 2, tức là 0,04. Ta được mol oxy cần đốt cháy hỗn hợp sao hydro hóa là 6,28 mol. Bây giờ sẽ tiến hành so sánh. Trước hydro hóa thì lượng oxy đốt cháy cần là 6,48. Sau khi đã gắn hydro vô, đốt cháy cần phải nhiều hơn 6,28. Như vậy phần lệch giữa mol oxy sau hydro hóa và trước hydro hóa phần lệch là 6,18 trừ 6,14, giá trị này ra là 6,28 trừ 6,14 ra là 0,14. Đây chính là mol oxy dùng để đốt cháy phần hydro đã nhập vào cái chất ly xít ban đầu, tức là lượng hydro đây. Vậy đây là mol để đốt cháy hydro. Từ đây ta suy ra mol H. Để dễ tính toán thì không ghi là H2 mà ghi là mol H. Vậy mol H sẽ lấy mol O2 là 0,14 nhân quá trị 4 chia quá trị H là 1, sẽ được mol H là 0,56. Thì mol H cũng là gam H do M lớn H là 1, tức là đây cũng là 0,56 gam. Vậy ta quan sát lại, ban đầu lấy các triglyceride nhập vô thêm 0,56 gam hydro thì ta được khối lượng là 68,96. Như vậy khối lượng của hỗn hợp băng M ban đầu các triglyceride ta lấy khối lượng sau là 68,96 trừ cho phần khối lượng hydro đã nhập vô 0,56. Thì ta được là 68,4. Do đó đáp án A được chọn. Thì câu 70 là câu về chất béo. Trong quá trình giải bài này ta dùng đa số là bảo toàn nguyên tố. Thứ hai là kỹ thuật dồn chất với hỗn hợp các chất phức tạp, thì ta tháo dần dần các thắt rút ở trong cái từng thí nghiệm. Bước cuối cùng ta sẽ quan sát được là biết số mol oxy đốt cháy sau hydro hóa so với số mol oxy đốt cháy trước hydro hóa để biết được lượng hydro, thì nó biết khối lượng hỗn hợp ban đầu. Ta tiếp tục tục ở câu 71. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng. Phát biểu A. Cho dung dịch NH3 vào dung dịch nhôm clorua có xuất hiện kết tủa. Thì đây là phát biểu đúng. Do NH3 cung cấp ion OH- kết hợp với AL3+ để ra kết tủa AlOH 3 lần. Kết tủa này lượng tính nhưng không tan trong dung dịch 3 thì yếu NH3. Đây là câu phát biểu đúng thứ nhất.
Phát biểu B, nhiệt phân hoàn toàn đồng nitrat thu được đồng là sai. Khi nhiệt phân đồng nitrat, ta sẽ thu được đồng oxit, NO2 và oxy. Phát biểu C, hỗn hợp Na2O và Al tỷ lệ mol 1:1 sẽ tan hết trong nước riêng. Khi ta hòa tan hỗn hợp này vào nước thì chỉ có Na2O tan trong nước để tạo ra ion OH trừ. Ion OH trừ sinh ra làm cho nhôm tan. Có điều ta sẽ kiểm tra xem nhôm tan hết với lượng OH trừ sinh ra hay không. Lý luận như sau. Chất Na2O này là 1 mol. Chất này quá trị 2, như vậy khi tan trong nước sinh ra OH trừ sẽ là 2 mol. OH trừ 2 mol có thể hòa tan được đến 2 mol nhôm trong khi nhôm chỉ có 1. Nên dư sức là nhôm sẽ tan hết. Vậy đây là câu đúng, tan hoàn toàn, tan hết. Phát biểu D, trong công nghiệp dược phẩm NaHCO3 dùng để điều chế thuốc đau dạ dày là đúng. Do muối NaHCO3 tạo ra môi trường baza yếu, dùng để trung hòa axit dư trong dạ dày. Phát biểu E, trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng điện phân nóng chảy nhôm LaRue là sai. Như giáo khoa ta biết là nhôm điều chế được bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy chứ không phải là nhôm LaRue, vì ta không có nhôm LaRue nóng chảy. Chất này sẽ bị thăng hoa ở nhiệt độ cao. Do vậy ta có 3 phát biểu đúng, đáp án A được chọn. Câu 72. Cho este hai chất mạch hở C7H10O4 thì như ta nhận trình định nói bi, C7H14 là 1 bi, H10 giảm thêm 4 hydro thì thêm 2 bi nữa. Vậy chất này là 3 bi. 3 bi mà este hai chất thì đã có hai nối bi trong nhóm chất este. Như vậy ngoài gốc sẽ còn thêm một nối bi nữa. Đó là ta định dạng chất này như vậy. Chất này tác dụng với 3 giờ đun nóng thu được ancol no hai chất. Vì chất này tạo ra từ ancol no nên hai muối axit còn lại, hai muối này phải là axit đơn chất và phải axit không no. Thì với những thông báo như vậy, thêm đặc điểm là cái ancol y này không hòa tan được CU hai lần trong môi trường kiềm. Cái ancol này không có những nhóm OH ở liền kề nhau. Như ta biết những ancol có nhiều nhóm OH liền kề sẽ hòa tan được CU hai lần để ra dung dịch xanh lam. Còn ancol trong bài này thì không. Để kiểm tra xem phát biểu nào sai thì ta phải xác định được công thức cấu tạo của các chất nêu trong bài là chất X, chất Y, chất Z, chất T. Đầu tiên ta sẽ ghi dạng công thức của esteno hai chất. Este này tạo từ ancol hai chất và muối của axit đơn chất. Vậy thì este có thể ghi dạng như là ROCO. Sau này là gốc axit R1, OCO gốc axit R2. R1 giả sử đây là axit Z, R2 giả sử là axit T. Thì như ta đã nhận định năng con này no nên gốc này có liên kết đơn. Chất của mình 3 bi trong khi hai nhóm chất este đã 2 bi rồi, vậy một nó bi còn lại phải nằm ở gốc axit. Tiếp tục, ancol của ta hai chất nhưng mà không hòa tan được CO lần trong môi trường kiềm, vậy ancol này ít nhất phải là 3C. Ví dụ như kiểu như vậy. Chứ ancol hai chất 2C thì luôn luôn nó hòa tan được CO hai lần. Thành ra ancol của mình từ 3C trở lên. Vậy ta bắt đầu tiên với ancol 3C. Ta kiểm tra thử với gốc ancol là 3C. Thì hai cái nhóm này phải ở cách xa nhau chứ không được liền kề. Để hai nhóm H không phải là liền kề. Thế thì đang thử với ancol roban 1,3 dion. Vậy phi ta ghi tới đây đã ghi được cả 5C rồi. Vậy trong khi chất của mình là 7C nên phía sau này phải còn 2C nữa. 2C nữa nếu ta chia mỗi góc chỗ này 1C thì nó giống nhau. Nó không phải là hai axit riêng biệt. Vậy 2C nữa chỗ này sẽ ghi là không có C nào là gốc của axit formic. Còn đây là gốc axit 2C.
Nhưng qua phân tích ta phải biết đây còn một nói bi. Như vậy đây là một công thức thỏa mãn với đề bài. Tương tự ta thể tăng số C của góc ancol này lên. Thí dụ ta tăng lên góc 4C. Hai nhóm này phải ở xa nhau vậy đi chẳng hạn. Như vậy góc 4C với 2C trong nhóm trước nữa ta được 6C. Phía sau này chỉ còn 1C. 1C thì chỉ có khả năng ghi được như vậy. Và khi ta ghi như vậy á, thì không thể ghi được nó bi. Tại vì ancol đã là no, mũ nó bi phải nằm phía sau nên không thể tăng lên được. Như vậy công thức của ta vừa mô tả đây là công thức đúng cấu tạo của ST2 chất X luôn. Và đây là chất X, ta điền hydro vào để dễ thấy. Thì sau khi đã xác định được chất X như vậy, ta có thể hoàn toàn xác định được các chất còn lại. Chất Y là ancol hai chất thì nó là, đây là chất Y, đây là propan 13-dion, axit Z. Axit Z là axit formic ở trên đây, tức là chất Z là HCOH. Axit T, đây là axit dưới đây, là axit 3C không no, nó là axit acrylic. Tới đây thì cấu tạo các chất đều đỏ mảng X, Y, Z, T. Người ta kiểm tra với các phát biểu trong đáp án để tìm phát biểu sai. Phát biểu thứ nhất, axit Z có phản ứng tráng bạc, Z là axit formic có phản ứng tráng bạc là đúng. Do phân tử có nhóm CH2. Phát biểu B, oxy hóa Y bằng đồng oxit ta thu được ancol anh hai chức. Y là ancol hai chức bậc 1. Những con bậc 1 khi bị oxy hóa bằng đồng oxit sẽ tạo ra aldehyde. Nên khi oxy hóa chất Y ta sẽ được aldehyde hai chức. Như vậy. Vậy thì câu B là câu phát biểu đúng. Thứ hai. Đáp án C, axit T có đồng phân hình học. Axit T của ta là axit arylic. Nó đôi đầu mạch như vậy thì không thỏa mãn có đồng phân hình học. Để có đồng phân hình học thì carbon mang liên kết đôi phải liên kết với hai nhóm khác nhau. Thí dụ carbon thứ hai này thỏa mãn là carbon thứ hai liên kết với hydro và nhóm COH, hydro khác với COH. Còn carbon thứ nhất, carbon liên kết với hai hydro giống nhau là không thỏa mãn. Như vậy nói chất này có đồng phân hình học là sai, chất này không có đồng phân hình học. Do vậy đáp án sai là đáp án C được chọn. Phát biểu D, có một công thức cấu tạo duy nhất của chất X. Đúng, qua phân tích đầu tiên hồi nãy mình cho thấp nhất chất X này với các bạn còn 4C ghi được công thức liền. Khi tăng lên số C là 4 thì không ghi được, và dĩ nhiên khi càng tăng lên càng không ghi được. Nên đây là công thức cấu tạo duy nhất của X, đáp án D nó đúng. Ta tiếp tục ở câu 73. Bài toán về phản ứng cộng của hydro vào các hydro carbon không no. Quan sát sơ lược ta thấy như vậy. Ta vừa đọc đề và tóm tắt cái bài toán luôn, tại nó cũng ngắn. Nung nóng hoàn toàn amon hỗn hợp gồm acetylen là C2H2, vinylacetylen là C4H4 và hydro hỗn hợp này cả thải là amon. Khi ta đun nóng với bột niken xúc tác thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y này có D so với hydro là 20,5. Thí nghiệm tiếp theo liên tiếp là đốt cháy Y này, ta sẽ thu được CO2 và nước có số mol được chỉ ra. CO2 là 0,3, nước là 0,25. A này là bao nhiêu? Nhìn tổng quát bài toán ta thấy phản ứng giai đoạn đầu
tiên là phản cộng hydro vào chất không no, đặc điểm là số mol sẽ giảm. Và mol giảm chính là mol hydro phản ứng. Như vậy nếu biết mol sao, nếu biết mol hydro phản ứng có thể biết được ban đầu. Còn một yếu tố quan trọng nữa để cho ở điều kiện cuối cùng là các phản ứng này xảy ra hoàn toàn. Như vậy phản ứng cộng hydro này là hoàn toàn, phản đốt cháy hiển nhiên cũng hoàn toàn. Về nhận định số liệu như sau, ta thấy rằng việc đốt cháy hỗn hợp Y cũng giống như đốt cháy hỗn hợp X ban đầu. Như vậy mol CO2 sinh ra là 0,3, để thông báo mol C trong hỗn hợp ban đầu cũng là 0,3. Từ mol nước là 0,25, vậy ta suy ra mol H trong hỗn hợp ban đầu sẽ là 0,5. Hỗn hợp ban đầu gần như chỉ có C và H, vậy biết mol C, biết mol H, ta sẽ ra khối lượng hỗn hợp ban đầu. Như vậy khối lượng hợp ban đầu sẽ là khối lượng của carbon lấy 0,3 nhân 12 cộng khối lượng của H là 0,5 nhân 1. Ta bấm cái biểu thức này như sau. 0,3 nhân 12 cộng 0,5. Ta được hỗn hợp ban đầu có khối lượng là 4,1 gram. Khối lượng hợp ban đầu 4,1 chính là khối lượng của hỗn hợp Y luôn, thì ta phải biết 4,1 này chính là khối lượng của hỗn hợp Y. Như vậy hỗn hợp Y ta biết khối lượng, biết M lớn, vậy ta sẽ ra được mol của hỗn hợp Y. Mol hỗn hợp Y lấy khối lượng là 4,1. Chi M trung bình của hỗn hợp Y là 20,5 nhân 2. Là bấm lộn rồi, 4,1 chia 20,5 nhân 2, rồi ta được hỗn hợp Y là 0,1 mol. Một kỹ năng ta cần khai thác nữa là ta thấy hỗn hợp ban đầu hai hydrocarbon này có số C bằng số H. Như vậy thì mol C bằng với mol H, vậy ta có mol C là 0,3, thì ta được suy ra mol H ở trong hai hydrocarbon nó cũng là 0,3, trong khi ta có tổng mol H ban đầu là 0,5, trong khi H ở trong hai hydrocarbon này là 0,3. Như vậy ta suy ra mol H ở trong khí hydro lấy không tổng 0,5 trừ 0,3 bằng 0,2. Mol H trong H2 là 0,2, vậy suy ra mol H2 bằng 0,1. Như vậy hydro trong hỗn hợp là 0,1. Từ mol hỗn hợp sau, từ mol hydro phản ứng thì ta sẽ ra được mol hỗn hợp ban đầu thôi. A mol sau khi giảm 0,1 thì ta được hỗn hợp Y có số mol là 0,1. Như vậy mol hỗn hợp ban đầu ta lấy mol sau là 0,1 cộng mol hydro phản ứng là 0,1. Kết quả số mol là 0,2. Đáp án A được chọn. Ta sang câu 74.
chuyển từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa 0,01 mol CaOH 2 lần. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa y gam vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng ít lít được biểu diễn bằng đồ thị như phía dưới. Hỏi giá trị M. Đây là bài toán của khí CO2 tác dụng với nước vôi. Ta cần nhắc qua đặc điểm của phản này. Khi ta cho từ từ khí CO2 vào nước vôi, CO2 thì ít, nước vôi thì nhiều. Giai đoạn đầu do bao trì dư nên sẽ tạo ra kết tủa CaCO3. Lượng kết tủa sinh ra chính là lượng CO2 cho vào, tức là CO2 cho vào nhiều thì ra kết tủa nhiều, tỷ lệ 1:1. CO2 cho vào càng nhiều, kết tủa tăng lên càng nhiều. Do tỷ lệ 1:1 nên đường biểu diễn này là đường biểu diễn tăng dần đều với góc này đúng là 45 độ, tức là V, giá trị V và giá trị M bằng nhau. Thì ở biểu thức đầu tiên thì ta có V là thể tích CO2, tức là V trên 22,4 nó bằng với M là khối lượng kết tủa CaCO3, hai số mol là M trên 100. Đây là giá trị số liệu thứ nhất. Thì đường biểu diễn kết tủa này sẽ tăng từ từ cho tới cực đại, cho đến lúc ta cho CO2 vào đúng 0,01 mol, hai mol này bằng nhau thì giá trị này là cực đại 0,01. Như vậy giá trị dưới đây kết tủa M này chưa được tới 0,01, tức là giá trị số mol kết tủa này chưa được là 0,01. Nên dễ thấy M phải bé hơn 1, nên đáp án D này cũng đúng. Ở giai đoạn sau, khi ta cho CO2 tiếp tục vào khi kết tủa đã cực đại thì CO2 sẽ hòa tan được kết tủa để tạo ra muối axit. Thì phản này cũng xảy ra với tỷ lệ mol 1:1. Tức là 1 mol CO2 khi cho vào cũng hòa tan được 1 mol kết tủa, nên đường biểu diễn này cũng giảm dần đều. Nên trong giai đoạn thứ hai là ta vừa có muối axit sinh ra ở đường biểu diễn bên phải, vừa có kết tủa nữa. Rồi ta sẽ quan sát cái điểm có số liệu ở giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai ta vừa có kết tủa, vừa có muối trung tính, vừa có muối axit, và kết tủa khối lượng là 3m nên số mol là 3m trên 100. Thì theo công thức của bài toán, mol kết tủa bằng mol OH trừ trừ mol CO2, tức là 3m trên 100. OH trừ chất 3 Ca phải là 0,02, thì chất này có số mol OH trừ là chất này 0,01 thì OH trừ sẽ là 0,02. OH trừ sẽ là 0,02. Còn mol CO2 với thể tích 7V nên mol sẽ là 7V chia 22,4. Như vậy việc giải hệ phương trình 1,2 nhanh chóng giúp ta tìm được giá trị M. Giải hệ này ta sẽ ra được M bằng 0,2. Do đó đáp án A được chọn. Như vậy trong bài toán này, thật ra nó là bài toán của CO2 với 3 giờ giải bằng đồ thị, và dĩ nhiên ta phải biết cơ sở của đồ thị, biết công thức trong bài toán này để giải nó sẽ nhanh hơn. Câu 75. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng. Phát biểu A, thủy phân hoàn toàn cellulo, hai tinh bột đều thu được gluco, đây là phát biểu đúng. Tinh bột hai cellulose đều là các polysaccharide, khi còn monosaccharide là glucose. Phát biểu B, thủy phân hoàn toàn các triglyceride là chất béo, thu được glycerol, đây là phát biểu đúng thứ hai. Phát biểu C, tơ polyamide kém bền trong axit và kiềm, đây là câu đúng. Các chất amide hay peptic có liên kết COOH, đây là liên kết không bền trong axit ra trong axit 3 giờ và cả nhiệt độ nữa, nên phát biểu đúng thứ ba.
Phát biểu D, muối monoglutamate được dùng làm mì chính, bột ngọt, đúng. Axit glutamic là axit hai chức, nhưng khi tạo muối natri để làm bột ngọt thì chỉ có một nhóm chất axit phản ứng để tạo ra mono natri. Phát biểu E, saccharo có phản tráng bạc, sai. Đường chúng ta ăn không có tráng bạc, đường tráng bạc là glucose và maltose. Như vậy ta có 4 phát biểu đúng, đáp án B được chọn. Đến đây ta tạm kết thúc phần giải đề minh họa môn hóa từ câu 41 đến câu 75. Với số điểm ta có được nằm trong khoảng từ 7 đến cận 9 điểm. Thì ta thấy mức độ ở các bài toán cũng không phải là quá khó khăn. Như vậy thì đề trong năm nay thì có thể là dễ chịu hơn so với nhiều năm. Tiếp theo chúng ta sẽ giải các 5 câu còn lại. Với những em chỉ yêu cầu đạt mức từ 7 tới 8 thì tới đây mình sẽ thấy nhiệm vụ mình không quá khó khăn. Chỉ là cố gắng giải tốt những dạng toán cơ bản trong chương trình phổ thông là được. Ta tạm dừng ở đây. Tiếp tục, lát nữa ta sẽ giải từ câu 76 đến 80. Thân ái, chào các em.